Kính chào bà con đang xem bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chúng tôi rất vui vì mỗi ngày tìm hiểu nhiều thông tin nông nghiệp và trò chuyện, chia sẻ cùng với bà con. Cảm ơn bà con đã luôn yêu thương chúng tôi. Ngày hôm nay khởi đầu ngày mới với những thông tin, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí Tết gần kề. Công tác chuẩn bị hoa kiểng của nông dân ở miền Tây, năm nay hoa nào lên ngôi và bà con đầu tư sản lượng ra làm sao? Điều này thì ít nhiều cho chúng ta thấy được đời sống sản xuất của bà con, cũng như là tâm lý của người tiêu dùng hiện nay. Nhưng trước hết thì mời bà con điểm qua một vài thông tin nổi bật ngày hôm nay. Mới xuống giống, nông dân Châu Thành A vui tươi khi được công ty bao tiêu hơn 100 hectare diện tích. Tham quan và tìm hiểu cách đánh bắt mực độc đáo của người dân xứ biển. Nâng tầm giá trị từ con cá sấu và bạc khía Cà Mau, mô hình làm giàu trong nông nghiệp trên đường phát triển. Chị Ngọc Như thấy chậu đinh lăng này có đẹp không? Đây là sản phẩm của các anh quay phim của mình đó. Chọn một cái cây đinh lăng có dáng thế đẹp nè, rồi thêm một chút sáng tạo là đưa vô cái vỏ tép, vỏ cá này nữa thì phải nói là cũng rất là thú vị đúng không? Tôi cảm thấy rất là thích ngắm những cái cây bonsai như thế này nè Minh Thiện. Bởi vì thị trường qua Tết, kiểng bonsai, những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như thế này thì nhiều người cũng rất là thích và mua nhiều lắm. Hồi nãy giờ thì không biết là chị Ngọc Dư có để ý là hôm nay thì tôi có chuẩn bị thêm một cái chậu kiểng mini này nữa. Thì một lát đây tôi sẽ thông tin cho chị Ngọc Dư cũng như là bà con một cái thông tin bất ngờ về thị trường hoa kiểng các loại bonsai này. Còn bây giờ thì mời bà con cùng đến một vùng sản xuất hoa kiểng truyền thống nhưng mà chỉ mang tính nhỏ lẻ ở tỉnh Hậu Giang thôi. Bà con năm nào vào thời điểm này thì cũng vào vụ trồng hoa Tết tất bật hết. Hiện nay nhiều nhà vườn trồng hoa ở thị xã Long Mỹ đã chuẩn bị vụ hoa Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Các giống hoa được ươm trồng nhiều là cúc Đài Loan, cúc mâm xôi. Đây là các giống có thời gian sinh trưởng dài ngày. Với cúc Đài Loan trồng 4 tháng mới ra hoa, còn cúc mâm xôi phải mất tới 6 tháng. Vì vậy bà con xuống giống trước. Riêng hoa vạn thọ, ớt kiển thì tới tháng 10 âm lịch mới mua hạt để trồng. Việc tự ươm giống hoa cúc Đài Loan và cúc mâm xôi đã giúp nhiều nhà vườn tiết kiệm chi phí sản xuất 1.000 đồng một cây giống so với việc đi mua giống từ nơi khác. Thưa bà con, một nơi khác cũng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bà con gắn bó với việc trồng hoa Tết mấy chục năm nay và trở thành một cái nghề. Từ vài hộ lên vài chục hộ và hiện nay thì hình thành làng hoa sáng mới ở thị trấn Trạch Gòi, huyện Châu Thành A. Mỗi năm thì khu vực này chỉ tập trung trồng các loại hoa như vạn thọ, cúc Tiger thì năm nay có sự đa dạng hơn. Hoạt động sản xuất hoa Tết của nông dân nơi đây cũng được phóng viên chương trình ghi nhận qua phóng sự sau đây. Mời bà con cùng hòa vào không khí vui tươi này. Năm nay, gia đình chị Trần Thị Hằng dự kiến cho ra thị trường hơn 3.000 giỏ hoa các loại. Hiện chị xuống giống các loại hoa cúc Tiger, cúc tím, cúc bảy màu, ớt kiển. Riêng qua vạn thọ, khoảng một tuần nữa sẽ xuống giống. Vạn thọ thì mình bán á, thì nó giá nó bình dân. Còn như là cúc hay cát tường thì cái giá nó là tương đối cao nhưng người ta vẫn thích mua. Bởi vì cái bông nó đẹp, nó thu hút người ta. Làng hoa sáng mới có gần 90 hộ theo nghề trồng hoa. Để phát triển thành làng nghề, năm nay địa phương thành lập hợp tác xã làng hoa sáng mới, có 13 hộ tham gia. Các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong việc chăm sóc hoa kiểng, hướng đến trồng quanh năm và phát triển du lịch. Học được kỹ thuật trồng nhiều cái loại hoa, bên cạnh đó nghĩa là tăng thêm những cái số cây cảnh để nghĩa là có sản xuất quanh năm. Năm nay, dự kiến làng hoa sáng mới đưa ra thị trường từ 180 đến 200 ngàn giỏ hoa, tăng 40% so với năm ngoái. Hợp tác xã làng hoa sáng mới ra đời thực hiện khâu liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và mang lại thu nhập cho các thành viên. Tết năm nay, làng hoa sáng mới sẽ đón khách tham quan, phối hợp với các chuyên gia du lịch hướng dẫn người dân cách làm du lịch nông nghiệp, tạo bản sắc mới cho làng hoa trên 20 năm tuổi này. Qua nhiều năm sản xuất, nông dân làng hoa sáng mới chăm chút, có những bông hoa đẹp, khoe sắc bán vào dịp Tết, được người tiêu dùng ưa chuộng, góp thêm hương sắc xuân trên vùng Hậu Giang. Làng hoa ngày càng phát triển, mở rộng diện tích, nên tỉnh cũng đầu tư và hướng dẫn bà con trồng hoa ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với du lịch, từng bước hình thành làng hoa được nhiều người biết đến ở miền Tây. Một năm thì nông dân mình ăn thua chỉ có một vụ kiểng Tết trong một năm thôi, cho nên các vùng trồng hoa nổi tiếng khác ở miền Tây thời điểm này cũng rất là vui tươi vào vụ. Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu, các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị hoa kiểng, cây cảnh phục vụ thị trường Tết nhằm góp chút hương xuân cho ngày Tết thêm vui.
Hoa dạng thọ, màu gà là những loại hoa không thể thiếu khi Tết đến xuân về, bởi nó mang ý nghĩa may mắn, bình an và hạnh phúc. Do đó, hiện nay tại các khu vực trồng hoa lớn của tỉnh Long An, nhà vườn đang tích cực ươm giống, làm đất, chuẩn bị cho một mùa hoa Tết bội thu. Với người trồng hoa cây cảnh, mỗi vụ hoa Tết mang đến nhiều kỳ vọng. Sau những trận mưa kéo dài, hoa kiển Tết tại làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phát triển tốt. Đồng dân hy vọng được mùa được giá. Nhiều loại hoa chủ lực như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, thi cơ dự báo sẽ nở hoa ngày đúng dịp. Năm nay, làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng hơn 3 triệu giỏ hoa, dự kiến sẽ cung ứng nhiều cho thị trường miền Trung, miền Bắc. Giá hoa kiển dự báo không thay đổi nhiều so với năm trước. Chưng hoa, cây kiển trong dịp Tết đó là nhu cầu của mọi nhà, mọi người rồi. Nó cũng trở thành phong tục của người Việt trong dịp Tết cổ truyền. Và với sự chuẩn bị chu đáo từ các nhà vườn, chắc chắn là dịp Tết tới đây thì người dân sẽ thoải mái lựa chọn các loại hoa kiển để mà bài trí. Lúc nãy anh Minh Thiện có gợi ý là hôm nay có một cái thông tin đặc biệt về cây kiển này, không biết là bây giờ anh có thể bật mí cho tôi với bà con biết được chưa? Nói về hoa kiển Tết thì có thể thấy là những chậu bonsai hay là cây kiển mini như thế này thì cũng đang là xu hướng của người tiêu dùng năm nay. Mấy bữa trước thì Minh Thiện cũng có trảo quanh một vài điểm bán hoa kiển. Bà con thì cũng là người sản xuất và bài bán sản phẩm luôn. Minh Thiện cũng tìm hiểu được một vài thông tin rất là thú vị, xin chia sẻ cùng Ngọc Như và quý khán giả ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, cũng như khắp các tỉnh thành trên cả nước thì những tháng cuối năm, các nhà vườn cũng như là các cửa hàng kinh doanh hoa kiển ở Hậu Giang cũng tất bật sản xuất, chăm sóc, dưỡng cây, tạo dáng để cây ra hoa vào đúng dịp Tết, cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Hiện tại thì Minh Thiện đang có mặt tại chợ phường 3 thành phố Vị Thanh và đây là một cửa hàng kinh doanh hoa kiển. Mặc dù diện tích trưng bày cũng nhỏ thôi nhưng mà ở đây thì Minh Thiện thấy cũng có rất là đa dạng các loại hoa kiển như là bông trang nè, bông hồng, rồi cây kim ngân lượng, cây huyết môn, trầu bà, có cả xương rồng nữa. Và đặc biệt ở đây thì chủ cửa hàng trưng bày rất là nhiều hoa lan. Bây giờ thì Minh Thiện sẽ cùng gặp gỡ trao đổi với chị Ngọc Bích là chủ cửa hàng ở đây để cùng tìm hiểu thêm về sự chuẩn bị của chị cho thị trường Tết năm nay như thế nào. Dạ em chào chị. Dạ à, chị ơi, mình kinh doanh hoa kiển là đã được bao lâu rồi ạ? Chị cũng được năm mấy đấy em. Dạ so với thị trường Tết năm rồi thì đối với thị trường Tết năm rồi thì chị thấy là khách hàng ưa chuộng cái loại hoa kiển nào và mình bán chạy nhất là cái loại hoa kiển nào hả chị? Chị thấy người ta ưa chuộng hoa lan đấy em. Đối với năm nay thì chị thấy là thời tiết nó có ảnh hưởng gì nhiều đến các chủng loại hoa kiển cũng như là chất lượng hoa kiển như thế nào không chị? Có mưa thì nó có ảnh hưởng chút xíu em ơi. Dạ. Chị có dự đoán là thị trường năm nay thì khách hàng sẽ ưa chuộng cái loại sản phẩm nào hơn chị? Kiển hoa hay là kiển lá hay là các loại bonsai ạ? Chị thấy là kiển hoa với kiển lá là bán chạy nhất. Tết mình mới lấy mấy cái loại cúc mâm xôi, rồi cúc đồng tiền với mấy bông lạ lạ màu sắc rực rỡ rồi đó. Dạ. Như sản phẩm ở đây thì có mặt hàng nào mới mà chị mới bắt đầu chuẩn bị cho thị trường Tết Tân Sửu này thôi? Như là cái này là chị mới, là kim ngân lượng. Dạ. Với mấy cái loại hoa này nè em, lạ lạ nè, với cái này nè. Dạ. Dưới cây tùng này là làm mấy lạ lạ nữa. Dạ. Chị đem về đó. Xin cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị mua mai bán đắt ạ. Dạ, chị cảm ơn em. Dạ. Thưa quý khán giả, mặc dù là như chị Ngọc Bích có chia sẻ là ảnh hưởng của thời tiết nó cũng tác động tới chất lượng của các loại hoa kiển, nhưng mà các nhà vườn vẫn cố gắng chăm sóc và các cửa hàng vẫn sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất để cung ứng cho khách hàng trong dịp Tết năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ mong những chậu hoa kiển rực rỡ sắc màu cho dịp Tết năm nay và cũng chúc cho các nhà vườn, các chủ cửa hàng sẽ có một năm mới đầy sung túc. Qua những cái thông tin mà anh Minh Thiện chia sẻ vừa rồi thì tôi cũng cảm nhận là anh Minh Thiện rất là yêu cây kiển và hoa cảnh như thế này. Đúng rồi, việc ngắm hoa kiển hay là chăm sóc các loại cây trồng nào đó thì cũng là một thói quen tốt có thể giúp chúng ta thư giãn. Mà đối với các loại cây cảnh thì việc chăm sóc còn cho thấy được tình cảm của người chơi hoa nữa. Đối với nông dân thì đây là những sản phẩm đầy cái óc sáng tạo của bà con mình và cũng giúp kiếm tiền rất là hiệu quả. Dạ, rất là cảm ơn anh Minh Thiện với những thông tin vừa rồi và một cái chậu kiển rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục thông tin vui khác gửi đến bà con mình nữa. Thưa bà con, bây giờ mà làm ra một sản phẩm nào đó được bao tiêu là một sự sung sướng của bà con nông dân vì bà con an tâm thị trường của mình. Và mới đây thì nông dân ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang xuống giống khoảng 1.200 hecta lúa đông xuân thì đã có khoảng 103 hecta vụ này được bao tiêu sản phẩm rồi. Đây là tin vui đầu mùa cho bà con nông dân. Cụ thể, vụ lúa đông xuân này, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời
ký kết bao tiêu sản phẩm với nông dân ở xã Trường Đông Tây, xã Tân Quà, thị trấn 1000, giá bao tiêu theo thị trường. Công ty cung cấp phân thuốc giống đến thu hoạch mới thanh toán. Đặc biệt là vụ này, nông dân làm lúa bao tiêu được huyện hỗ trợ 50% chi phí lúa giống. Đến khi thu hoạch lúa, nông dân sẽ thanh toán chi phí phân thuốc giống còn lại cho công ty. Và các loại giống được công ty bao tiêu như Sigmin 85, OM18, OM5451. Hiện các tổ hợp tác, các hợp tác xã còn đang ký hợp đồng với các doanh nghiệp, nên diện tích lúa bao tiêu trên địa bàn huyện sẽ tăng trong thời gian tới. Tiếp tục thông tin giá trứng gia cầm. Các tiểu thương cho biết khoảng 2 tuần nay thì giá trứng gia cầm tăng nhẹ từ 2.000 tới 3.000 đồng một chục. Cụ thể là trứng vịt khoảng 26 tới 27.000 đồng một chục. Trứng gà công nghiệp thì giữ ở mức từ 24.000 đồng một chục. Nguyên nhân giá tăng là do thời điểm này lượng trứng gia cầm mà không còn nhiều. Theo dự đoán của các tiểu thương, càng về cuối năm thì giá trứng gà, trứng vịt sẽ có xu hướng tăng. Mặt hàng này thường tăng giá và hút hàng vào những tháng Tết. Giá bò hơi, dê hơi không chỉ tăng mạnh ở các tỉnh miền Tây, mà thị trường này cũng khởi sắc chung đối với các tỉnh Tây Nguyên. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, giá bò hơi tăng 10 đến 13% so với cùng kỳ, giúp cho nhiều nông dân nuôi bò phấn khởi. Tại các huyện nuôi bò lấy thịt số lượng nhiều như Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, giá bò hơi đang ở mức 75.000 đến 86.000 đồng một ký. Bò cỏ truyền thống thường có giá thấp hơn bò ngoại khoảng từ 10.000 tới 15.000 đồng một ký. Vì vậy, hiện bà con ở Lâm Đồng chủ yếu nuôi bò ngoại giống Australia, Pháp, Mỹ. Hiện thương lái mua bò hơi Pháp tại các trang trại với giá 86.000 đồng một ký. Bò hơi giống Australia khoảng 81.000 đồng một ký. Với giá này, mỗi con bò khi bán trừ chi phí lời từ 13 đến 15 triệu đồng một con tùy cân nặng. Toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 99.000 con bò. Tam sinh tam thế, thập lý đào khoa. Phim là chuyện tình chất chứa yêu và hận trải qua ba đời ba kiếp giữa Thanh Khâu Đế Cơ, Bạch Thiển và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa. Trong suốt ba kiếp người đầy rẫy sóng gió khó khăn ấy, liệu vị hôn phu kém 9 vạn tuổi có thể cùng nàng giữ vẹn nguyên lời thề nguyện bên nhau ba đời ba kiếp? Vào lúc 22 giờ các ngày trong tuần trên sóng Truyền hình Hậu Giang từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Tam sinh tam thế, thập lý đào khoa, đời nào khắc cốt, kiếp nào ghi tâm. Tiếp tục mời bà con xem các mô hình làm giàu từ nông nghiệp của những nông dân trẻ theo nghề của cha ông. Với những con vật quen thuộc, thế mạnh của địa phương, người sản xuất nâng cao giá trị tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng. Đó là cách làm giàu của anh Mai Nhật Nam và chị Trần Thị Sa ở Cà Mau. Bí quyết nằm ở suy nghĩ và cách làm bắt kịp xu hướng mới của thị trường. Mời bà con cùng xem phóng sự sau đây. Bắt đầu nuôi cá sấu từ năm 2011, anh Mai Nhật Nam nhiều lần đối mặt với nguy cơ lỗ vốn, dẹp chuồng do giá bấp bênh và bị thương lái ép giá. 4 năm trước, anh bắt đầu tìm hiểu về việc sản xuất da và các sản phẩm từ da cá sấu. Ngoài nguồn cá nuôi tại gia đình, anh Nam còn thu mua cá sấu từ các hộ viên hợp tác xã dịch vụ tại ấp Kinh Chữa, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Mỗi tháng làm khoảng 10 con cá sấu, trong đó thịt bán tại chỗ, còn da thì gửi để thuộc và gia công thành các sản phẩm như giày, ví, túi xách, dây nịt. Mình nuôi cá sấu thì mình không còn cái sợ lo lắng về cái đầu ra mình bán. Bây giờ mình nuôi lớn rồi mình làm sản phẩm luôn, mình bán luôn trực tiếp luôn thì nó sẽ gặp thuận lợi hơn. Thì bây giờ hướng tới sẽ làm thương hiệu, rồi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, rồi nói chung là mở rộng thị trường. Từ mày mò tìm hiểu đến nay, anh đã làm chủ một cửa hàng nhỏ với đa dạng các sản phẩm thủ công từ cá sấu, mang đến nguồn thu dao động từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Chọn trở về quê hương công tác, chị Trần Thị Sa, ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tận dụng nguồn ba khía tôm nguyên liệu tại địa bàn để sản xuất ba khía muối và mắm tôm. Khởi nghiệp từ 3 năm trước, ban đầu chỉ vài chục ký bán hoặc là biếu tặng, đến nay mỗi tháng cơ sở nhà của chị sản xuất từ 500 ký cho đến 1 tấn ba khía muối. Tùy vào nguồn nguyên liệu và con nước, ba khía này muối theo cách truyền thống, đảm bảo vệ sinh nên đầu ra ổn định. Riêng mắm tôm, mỗi tháng chị sản xuất khoảng 200 đến 250 ký. Đây là những món dân dã đặc sản quê hương Đầm Dơi.
liên hệ với ở Sở Khoa học Công nghệ để đăng ký một cái sản phẩm sạch đó, cũng như đăng ký cái thương hiệu để phát triển cho cái ba khía với mắm tôm của cơ sở nhà luôn. Nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ sẵn có, bớt được các khâu trung gian, cách làm năng động sáng tạo của những người như anh Nam và chị Sa vừa tránh được tình trạng bị ép giá, vừa nâng được giá trị sản phẩm, đảm bảo thu nhập ổn định. Những sản phẩm đặc sản của quê hương đã thu hút và níu chân du khách mỗi khi đến với nơi tận cùng của Tổ quốc tỉnh Cà Mau. Đến với xứ biển thì có nhiều điều thú vị lắm ạ. Ngay cả việc bắt được con mực mà không cần phải dùng cần câu thì cũng chỉ có ngư dân ở vùng bản xứ mới biết mà thôi. Thông thường thì dùng mồi giả và có một cái miếng phản quang để có thể dụ con mực tụ lại và có thể câu được. Nhưng mà hiện nay thì nhiều ngư dân ở làng chài tại Nha Trang đã có sáng kiến làm ra một cái lồng bắt mực hay còn gọi là lò mực, nhử con mực đi vào mà không hề có thể ra được. Mời bà con xem hình ảnh độc đáo này ngay sau đây. Nơi ngư dân sử dụng lồng bắt mực nhiều nhất là tại làng chài Đường Đệ trên vùng biển phía bắc Nha Trang, với một khung gỗ có chiều dài gần 1 mét, rộng nửa mét và cao 1 mét, được định hình bằng nhiều cọng kẽm và dùng lưới thưa bao xung quanh. Ngư dân cột thêm vào nhiều mảnh nhựa dài màu đen, dắt chi chít khắp ba mặt của khung gỗ, chẳng khác như một rừng cờ màu đen, tạo ra bóng mát do mực rất thích tìm đến những chỗ có bóng mát dưới biển để vào trú. Để bắt được mực, chủ yếu là mực nang, mực lá, ngư dân chỉ đưa ghe thuyền ra vùng biển gần, thả lồng có cột dây xuống lưng chừng đáy biển, treo lơ lửng dưới mặt nước. Ngư dân ở đây chia sẻ để bắt được mực thì chúng ta phải bỏ mực của con mực nang hoặc là mực lá vô. Khi con mực tới gần lồng, mắt của con mực sẽ liếc và dòm thấy mực ở trong cái lồng. Nó thấy được mực có trứng của nó thì nó nhào vô cái lồng đó, mà khi chui vô thì không có cách nào ra được. Đây được coi là cách nhử bắt mực độc đáo của ngư dân làng chài khi không cần phải đi vùng biển xa để câu mực. Đi biển và câu mực được nhiều người lựa chọn, xem đây là hoạt động giải trí, thư giãn. Nhiều ngư dân coi đây là nghề mưu sinh, là công việc kiếm cơm mỗi ngày. Tại Việt Nam thì hiện nay có khoảng hơn 25 loài mực ống phân tán đều từ Bắc vào Nam, nhất là quanh các khu vực Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Cà Mau, Côn Đảo, Phú Quốc, vân vân. Bản tin Kinh tế Nông nghiệp vừa cùng bà con tìm hiểu nhiều thông tin từ công việc sản xuất hoa kiển Tết cho đến những cách làm giàu từ đặc sản quê hương. Và độc đáo hơn khi xem cách đánh bắt mực, loài thủy sản được nhiều người ưa thích, trở thành nghề mưu sinh của nhiều cư dân. Chúng ta thấy được đời sống sản xuất của người dân cũng rất là hăng hái ở mỗi địa phương. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt bà con. Ngọc Như và Minh Thiện hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai ạ. Chúa chùm gì cỏ, chúa chùm gì cỏ, chúa chùm gì cỏ, chúa chùm gì cỏ. Mày cho kỳ quá à, mày biết tao ra cái nào cái mày ra cái đó à. Tao chồng mày không lấy tao không biết mày ra cái gì. Cái nữa là mày. Mình làm ruộng này là mấy chục năm, kinh nghiệm tích lũy tao nói đầy mình, tính truyền lại cho nó. Ngặt một cái rồi, quên trước quên sau. Vợ chồng thằng Đạo, biểu. Mày. Thằng Đạo nó gian gian đó tía. Tụi con đang công chuyện đăng đăng đê đê mà tía kêu cái gì mà tía kêu âm sùm vậy tía. Nè, con đem vô cho tía đó. Cây lên đầu mày nha. Nghe tía hỏi nè. Tụi con có quan sát thấy tại sao dân xứ này khi gặp tía thì họ hô to một câu chúa trùm diệt cỏ không? Câu này con nghe nè. Tía chúa trùm diệt cỏ là sao biết không? Tía bỏ tiền ra mua thuốc đàng hoàng. Tía còn dám thuê nhân công tới để xịt cho tía luôn á. Xịt sạch bách cỏ luôn nha. Đúng vậy. Cuối cùng tía không trả tiền nhân công. Ê, đòi tiền khéo tía hả con? Nhìn cho kỹ, chuẩn bị. Nhìn đi. Super Bu của công ty ABC. Không còn bỏ dại, không ngại chết mầm. Wow, hay quá. Cỏ nhỏ từ 0 tới 3 ngày sau xạ, chỉ cần 50cc xịt cho cái bình 16 lít, bảo đảm cỏ sẽ chết lị cà chẽ. Còn cỏ mà lớn á, của ruộng bà Năm ù á thì sao tiếp? Ruộng của người ta mà có cỏ lớn dễ thôi. Nhìn đi. Wow, căng tanin 550 OC.
đặt kỹ các loại cỏ hậu nảy mầm trong ruộng lúa. Đúng, những cái liều lượng là 80cc cho cái bình 16 lít là cỏ lớn cũng rỉ cà ché luôn. Phải công nhận tía mình là số 1, tía mình là chúa trùm diệt cỏ. Được rồi, bây giờ nghe chúa trùm diệt cỏ giao nhiệm vụ nè. Cam. Dạ. Cam. Dạ. Lấy hai cái chai thuốc này ra xịt cỏ trên ruộng cho tía. Tuân lệnh. Chúa trùm diệt cỏ. Chà, chúa tốt quá. Thì này vợ chồng đậu mà ngăn cô vụ được à nha. Vợ chồng đậu nghe tía hỏi nè, nếu ruộng mà có cỏ nhỏ với cỏ lớn thì sao nè? Nếu cỏ nhỏ thì đã có Super Bowl, còn cỏ lớn thì đã có Company. Ví dụ mà có hai cỏ, cỏ lớn cỏ nhỏ thì sao? Khi trong tay đã có Super Bowl và Company thì lo gì cỏ nữa. Vợ chồng bằng đậu còn làm được, không lẽ bà con làm không được? ABC mang đến sự tốt lành.